tất nhiên là cũng tạo những bệnh khác, nhưng trong cơ thể của bệnh viêm mắt rác mạc nó sẽ tạo ra những điều đó. Và trong trường hợp đó là mất. Dạ vâng. Còn quyết định số 2 đến hơn như nào? Như là tôi thấy những triệu chứng của viêm mắt rác mạc thường là có những cái bệnh đó là những bệnh nặng, nhưng mà mình đi không có bệnh đó lần lại khi môi trường xung quanh là không được vệ sinh hoặc là để nó sinh mắt kém thì khi mà nó đủ ra thì đó là bệnh mắt rác mạc.